Xin chào tất cả các anh em nha, video này giới thiệu cho các anh em tham gia một chuyện để góp nhận 0.1 bet của khoảng 20 đô đã lít chất swap chạy trên tảng tỷ C20 nha các bạn. Của dưới John Lin, để tham gia hôm nay clip phần liên mô tả mà tôi đang muốn start chatbot nè bạn. Rồi các bạn có tiêu niu các bạn. Rồi những video đầu tiên các bạn join kênh group kênh trailer người ta các bạn. Các bạn join vào nhóm chat nè. Các bạn rồi các bạn bắt up lên các bạn. Rồi tiếp tục các bạn join tiếp kênh seller nha các bạn follow nữa. Rồi các bạn Twitter các bạn follow Twitter nha các bạn. Các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn like và tweet nha các bạn. Các bạn test lại nha các bạn. Rồi các bạn đáp lại. Rồi các bạn bấm submit detail nha các bạn. Rồi các bạn bấm done nha các bạn. Tiếp tục các bạn gửi username profile link Twitter nha các bạn. Thì các bạn mở Twitter ra các bạn lấy username các bạn. Thì mình đâu các bạn. Đang copy nha các bạn. Để mình copy username của mình nha các bạn. Rồi các bạn bắt đắp, các bạn chạy về một con bot nữa mà. Bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi các bạn gửi cho bot nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ TGC 20 nha các bạn. Các bạn dùng địa chỉ TGC trên chiếc Trolling cũng được mà chocolate cũng được các bạn. Nhưng ai góp dự án trên nền tảng với John thì nên các bạn để địa chỉ cho lên rồi mong mong rồi các bạn copy các bạn. Rồi bạn mở Telegram ra các bạn. Rồi bạn dán địa chỉ với TC 20 vào đây nè các bạn. Ê, đúng rồi. Rồi bấm bấm balance đi check số cần các bạn. Rồi mình đã nhận 0.1 pet thì bạn bấm vào withdraw các bạn. Withdraw nó kêu các bạn add vào địa chỉ cho link sau này nó phân phối nha các bạn. Nó sẽ tốc cần lấy sàn chất quáp các bạn. Vậy video mình đây cũng thích mình cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình và mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.